Sáng ngày 21 tháng 12, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chạy thử nghiệm đoàn tàu Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Lộ trình dài gần 9 km bắt đầu từ ga bến xe Suối Tiên đi qua ga Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đến ga khu công nghệ cao. Sau đó, đoàn tàu tiếp tục đi qua ga Thủ Đức đến ga Bình Thái. Đây là bước khởi động cho giai đoạn thử nghiệm. Theo thiết kế, đoạn trên cao có tốc độ tối đa là 110 km/h, nhưng quá trình chạy thử để đảm bảo an toàn, đoàn tàu chỉ chạy tối đa tốc độ dưới 40 km/h. Mỗi đoàn tàu Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên có 3 toa dài 61,5 m, có thể chở 930 khách, trong đó 147 khách ngồi và 783 khách đứng. Tốc độ tối đa theo thiết kế là 110 km/h cho đoạn trên cao và 80 km/h cho đoạn hầm. Trong năm 2023, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng các nhà thầu Nhật Bản sử dụng tất cả nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành công tác thi công, chuyển sang giai đoạn đưa vào vận hành khai thác.